Xin chào các bạn, chị đây. Không biết là các bạn có còn nhớ chị Dương không? Và các bạn có còn nhớ lịch hẹn của chúng mình hay không? Tuy nhiên là trong buổi trưa ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với chị đi tìm hiểu tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam nhé. Khi nói về Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam thì nhà văn Nguyễn Tuân của chúng ta đã từng nhận xét như thế này. Chuyện có một hương vị thật man mát, nó gợi một nỗi niềm thuộc về quá khứ, đồng thời cũng gióng lên một cái gì ở tương lai. Không biết là khi mà chúng mình cùng với chị nghe nhận xét của Nguyễn Tuân về Hai đứa trẻ của Thạch Lam thì các bạn có hình dung ra được nội dung của nó hay không? Tuy nhiên với bản thân chị thì chúng ta có thể thấy rằng gợi cho chúng ta một nỗi niềm thân thuộc về quá vãng, bởi lẽ rằng Hai đứa trẻ đó là câu chuyện về một không gian phố huyện nghèo của Việt Nam trước năm 1945, cái không gian đó là không gian phố thị nhưng nó vẫn còn ở đó là không gian của làng quê, của nông thôn, đúng không? Với dãy tre làng đen kịt lại trước mặt, với vỏ thị, vỏ bưởi, vỏ nhãn, với thanh nứa, thanh tre. Đó. Rồi lại cũng gợi cho chúng ta một cái gì đó ở tương lai. Thì cái tương lai ở đây các bạn có còn nhớ Liên và An cố mãi để thức được vào cái khoảnh khắc mà đợi được chuyến tàu đêm đi qua ấy. Đó chính là cái nhìn về tương lai, mong muốn rằng cái tương lai sau này của Liên và An, của những con người cùng khổ nơi phố huyện nghèo đó sẽ có một cái gì đó tươi sáng hơn cho cuộc đời của họ. Họ nhìn về tương lai, họ nhìn về ánh sáng, thì đó là những cái gì gợi lên trong chúng ta, đúng không các bạn? Thế thì các bạn cũng có thể thấy rằng Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam là như thế đấy. Bởi lẽ chúng ta biết rồi, quan niệm của nhà văn Thạch Lam về văn chương đó rằng là viết về những cái sự thực ở đời, không tô hồng mà cũng chẳng bôi đen. Thế nhưng mà ở cái sự thực ở đời đó thì Thạch Lam lại tìm ra những cái vẻ đẹp uẩn khuất ở ngang hang cùng ngõ hẹp. Thế nên trong cái hiện thực đó thì ta vẫn thấy được những cái vẻ đẹp rất là bình dị, mộc mạc, vốn ở ngay bên cạnh chúng ta. Thế thì em chủ yếu chị là như vậy. Nhưng cái quan trọng mà ngày hôm nay chị muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là bức tranh phố huyện nghèo thông qua đôi mắt của Liên và An thì được nhà văn Thạch Lam khắc họa và miêu tả cụ thể như thế nào. Và chị tin rằng đấy là những gì mà các bạn đang cần, bởi lẽ là chúng mình đang học đến mà, đúng không? Bởi vì trên lớp thì chúng mình có một khoảng thời gian rất là ngắn thôi để tìm hiểu. Thế thì ngày hôm nay chúng mình cùng với chị tìm hiểu nhé. Chúng ta sẽ cùng với chị tìm hiểu cái bức tranh phố huyện đó thông qua đôi mắt của nhân vật Liên và An thì sẽ như thế nào. Thì em có thể thấy được là theo dòng chảy của thời gian từ chiều tà cho đến đêm muộn thì bức tranh phố huyện đã có những cái sự thay đổi nhất định. Thế thì em chú ý cho chị đầu tiên là bức tranh phố huyện đó lúc chiều tà, đúng không? Lúc chiều tà. Cái lúc này thì bức tranh phố huyện được gợi lên trong đôi mắt của Liên thì như thế nào? Ở đó có bức tranh của thiên nhiên không? Có. Và ở đó thì cũng có bức tranh sinh hoạt của cuộc sống con người, đúng không nào? Và tiếp tục dòng chảy thời gian thì vẫn cứ trôi đi và cuối cùng thì chúng ta thấy đến với cái dấu mốc thời gian thứ hai, đấy là khi đêm muộn, được chưa ạ? Đêm muộn, bức tranh phố huyện đêm muộn. Thế thì cái thế giới đó sẽ được hiện lên thông qua đôi mắt của Liên như thế nào? Vẫn là không gian của thiên nhiên, nhưng đồng thời trong không gian của thiên nhiên đó ta sẽ thấy cuộc sống của những con người lao động lầm lũi như con ong cái kiến. Đêm về thì chúng ta thường thấy cái hoạt động của con người hay bất cứ của một sự vật nào thì cũng sẽ đi về trạng thái ngơi nghỉ. Thế nhưng mà ở trong cái đêm muộn này lại chính là cái khoảnh khắc mà con người ta đi ra để mà kiếm ăn. Ta sẽ thấy mẹ con chị Tí, rồi ta sẽ thấy gánh phở của bác Siêu, đúng không? Rồi chúng ta còn thấy cả gia đình của bác Sẩm đang ngồi trên cái manh chiếu rách đó để đợi khách hàng ngang qua, được chưa ạ? Rồi cuối cùng các bạn sẽ cùng với chị ngắm nhìn một cái sự kiện quan trọng nhất, một cái sự kiện mà Liên cũng như bao người người dân nơi phố huyện này ngóng trông và chờ đợi suốt cả một ngày, ấy là khi tàu đi qua. Chuyến tàu này là chuyến tàu từ Hà Nội ghé ngang qua ga xếp của phố Cẩm Giàng, Hải Dương. Nó mang theo ánh sáng, nó mang theo sức sống và nó mang theo cả một chút hy vọng cho những con người cùng khổ ở nơi phố huyện sắp bị bỏ quên. Và các bạn chú ý chị, đây chính là cái tiến trình mà chúng mình sẽ đi tìm hiểu về tác phẩm Hai đứa trẻ thông qua đôi mắt của nhân vật Liên và An, thì bức tranh phố huyện sẽ được hiện lên theo cái trục thời gian từ chiều tà, đêm muộn và khi tàu ngang qua các bạn nhé. Thế thì để tìm hiểu rõ từng cái khoảng thời gian đó thì phố huyện được thể hiện như thế nào, thì các bạn có thể thấy rằng chị sẽ sử dụng bộ sổ tay, bộ tài liệu ôn thi học kỳ 1 của chúng mình. Có lẽ các bạn không còn xa lạ nữa đúng không? Bởi vì trước đó khi mà chúng mình cùng với chị tìm hiểu tất cả các tác phẩm trung đại á, là chị cũng đi cùng với tài liệu ôn thi học kỳ 1, bộ các tác phẩm trung đại. Còn bộ này là bộ các tác phẩm hiện đại. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng đây chính là người bạn đồng hành cùng với chị trong ngày hôm nay. Thế thì cùng song song vào cái trục mà chị vừa mới vẽ ra cho các bạn này, đó là cái tiến trình mà chúng mình đi tìm hiểu, thì trong bộ sổ tay chúng mình cũng sẽ thấy được trình bày rất là rõ, rất là khoa học, rất là cụ thể. Các bạn có thể thấy ở trong một cái bảng như thế này. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng với chị đi tìm hiểu bức tranh phố huyện trong cái buổi chiều tà, tức là cái khoảng thời gian mà Thạch Lam lựa chọn để Liên cảm nhận. Thế thì em có thể thấy rằng thông qua cảm nhận của một cô bé thì bức tranh phố huyện, cái bức tranh mà chúng ta thấy có sự giao thoa giữa thành thị và nông thôn, thì nó được hiện lên như thế nào vào khoảng thời gian chiều muộn. Thế thì trước tiên chúng ta thấy rằng cái cảnh chiều muộn này được thể hiện thông qua những chi tiết nào? Đó chính là màu sắc các bạn ạ. Màu sắc được thể hiện ở đây, đó là màu của mặt trời đang đỏ rực giống như hòn than sắp tàn. Đó là những ánh mây hồng, rồi lại đến những cái dãy tre đen kịt lại trước mặt, cắt hình rõ rệt, đúng không ạ? Thế thì em có thể thấy rằng với cái màu sắc miêu tả ở đây, từ đỏ rực cho đến đen kịt lại, thế thì chúng ta đã thấy được cái sự vận chuyển của thời gian từ chiều tà, và dần dần thì ánh nắng mặt trời tắt đi và cho chúng ta thấy rằng ngày đã tàn rồi, được chưa? Và trong cái khoảng không gian đó thì văng vẳng cái âm thanh được vang lên, đó là tiếng trống thu không, rồi đó là tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng, tiếng muỗi vo ve, đúng chưa ạ? Thế thì cái âm thanh gợi ra trong trí tưởng tượng của em thông qua cảm nhận của Liên và An, thì em sẽ thấy rằng đây là âm thanh của một làng quê đích thực, đúng không ạ? Có phải là phố huyện không? Phố huyện nhẽ ra phải là sự huyên náo và ồn ào của xe cộ, đúng không? Của âm thanh nhộn nhịp, tiếng người qua lại. Thế nhưng mà ta đâu có thấy những cái âm thanh của một thành phố huyên náo đâu, mà ngược trở lại, đấy chính là âm thanh của một làng quê chính hiệu, với tiếng muỗi vo ve, với tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng. Ôi chao! Cái không gian mà nhà văn Thạch Lam lựa chọn để miêu tả đúng là không gian nửa mùa, đúng không các bạn? Nửa phố mà lại cũng nửa quê. Đúng thực là có sự thay đổi đấy. Những cái sự thay đổi này nó chưa trọn vẹn, mà nó vẫn còn ở đó, là không gian của một làng quê mà chúng ta vẫn quen thuộc trong văn học, đúng không? Rồi thông qua đó thì chúng ta có thể gợi ra một khoảng không gian rất là êm ả, dịu nhẹ, tĩnh lặng. Nhưng trong chính cái không gian đó ta lại cảm nhận được một chút gì đó hắt hiu buồn, bởi vì nó vắng lặng, nó yên tĩnh quá. Nó không có một chút gì huyên náo cả. Nó cứ bằng bình lặng như thế, ngày nào cũng như ngày nào. Ngày hôm nay, nhà văn lựa chọn cái khoảnh khắc chiều tà để miêu tả cho chúng ta. Thế nhưng mà không phải là chỉ hôm nay đâu, mà dường như cái cuộc sống đều đặn đó, ngày nào cũng được lặp lại. Thế thì tác giả Thạch Lam đã cho chúng ta thấy được cái sự vận động của không gian của thiên nhiên không chỉ hôm nay mà còn cả 4 mùa xoay quanh như thế. Nó cứ bình lặng như thế, cứ đến khi mà mặt trời lặn đi thì trả lại cho không gian phố huyện của sự yên tĩnh, của sự bình lặng, nhưng nó cũng gợi chúng ta cái vẻ hắt hiu buồn. Đó. Rồi phả vào trong cái khoảng không gian bình lặng yên tĩnh đó là mùi vị. Thế thì theo các bạn, nếu như các bạn chưa đọc Hai đứa trẻ thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi nào được phản phất ở trong cái không gian đó đây? Đó có phải là mùi của thịt ngỗng quay, đó là mùi của Tết, đó là mùi của những hương vị của một thành phố không? Hay là mùi của bát phở đây? Nếu như mà chúng mình đọc rồi thì chúng mình có thể hình dung ra ngay cái mùi vị được phản phất vào trong cái không gian bình lặng yên tĩnh này. Đó là cái mùi của hơi ẩm bốc lên sau một ngày. Rồi đó là hơi nóng trộn lẫn với mùi cát bụi. Và những cái mùi vị đó không phải là mùi vị của tiền, mà chẳng phải là mùi vị của giàu có, đúng không? Mà đó là mùi vị của cuộc sống nghèo đói và cơ cực. Cuộc sống, mùi vị của cuộc sống lầm lũi, lầm than của những con người lao động ngoài kia. Đúng chưa ạ? Thế thì thông qua màu sắc này, thông qua âm thanh này, thông qua mùi vị thì chúng ta có thể thấy nhà văn Thạch Lam đã có thể khắc họa trọn vẹn cái cảnh chiều tà của phố huyện. Đó là cảnh vật của một làng quê vừa êm đềm, vừa tĩnh lặng, song cũng thấm đượm những khó khăn vất vả. Đúng chưa ạ? Và ở đây thì ta có thể thấy rằng chính cái bức tranh này nó đã có sự đan xen giữa hiện thực và lãng mạn. Cái hiện thực hiện lên ở đây đó là cái mùi vị của đói nghèo, của lầm lũ, của lam lũ các bạn ạ. Nhưng cái lãng mạn lại cho chúng ta thấy một cái bức tranh rất là đẹp, rất là yên tĩnh, đúng không ạ? Một bức tranh rất quê mà dường như ai trong chúng ta nếu như được thả mình vào trong đó thì cũng sẽ du dương theo cái cơn gió của buổi chiều tà, cùng với tiếng muỗi vo ve, cùng với tiếng ếch nhái kêu gian ngoài đồng ruộng. Ta có thể thả hồn mình vào trong đó và phiêu du với những cái âm thanh rất là quen thuộc của làng quê, đúng không các em? Đó, thì các bạn chú ý chị là như vậy. Và đặc biệt trong cái buổi chiều tà đó thì nhà văn Thạch Lam của chúng ta có khắc họa cái phiên chợ tàn. Thế thì ở cái phiên chợ tàn này các bạn ơi, các bạn chú ý cho chị trong sách giáo khoa, thì chúng ta có thể thấy rằng khi nào đến chợ thì các bạn phải tưởng tượng và hình dung ngay ra chị, đó là cái sự ồn ào huyên náo của những người qua lại buôn bán, đúng không? Eo xèo mặt nước buổi đó đông, các bạn đã học Thương Vợ của Trần Tế Xương rồi. Khi nhắc đến chợ là nhắc đến sự ồn ào huyên náo với tiếng cãi cọ qua lại của người mua người bán, đúng không? Thế nhưng mà Thạch Lam lại không lựa chọn cái không gian của một cái buổi chợ sáng sớm tinh mơ khi con người ta còn đang trao đổi hàng hóa với nhau, mà lựa chọn một cái khoảng không gian chiều muộn khi chợ đã tàn rồi, khi người đã về hết rồi. Và với cái khung chợ ngày tàn như thế này thì chúng ta thấy rằng người thì về hết, tiếng ồn ào cũng mất. Bởi vì bây giờ là cuối ngày rồi, có còn ai mua bán gì nữa đâu. Họ có mua bán thì mua bán sáng sớm chứ ai mua bán chiều tối, đúng không? Chiều tối là lúc mà chả ai đi mua hàng nữa, đúng không? Và rồi người bán thì cũng chuẩn bị thu xếp mà ra về đi thôi, chả còn lại gì nữa cả, đúng không? Người thì hết, tiếng ồn ào cũng mất, duy chỉ có một thứ còn lại. Đố các bạn biết đấy là cái gì? Đó là rác rưởi các em ơi. Đó là vỏ bưởi, vỏ nhãn, là những cái gì mà người đi chợ họ bỏ lại. Mà những cái thứ đó thì có dùng được nữa không ạ? Không dùng được nữa, là những cái thứ vứt đi rồi, là những cái thứ được coi là rác rưởi. Ai mà còn dùng cho những cái thứ đấy, đúng không? Chỉ còn lại rác thôi. Vỏ bưởi, vỏ nhãn, vỏ thị sau một cái ngày họ họp chợ. Đó. Thì thông qua đây mình có thể rút ra được rằng chợ thì gợi sự đông vui, náo nhiệt, nhưng ở đây lại là chợ chiều, lại là chiều tàn, chợ đã vãn, nên là cái sự đông vui nào cũng mất đi rồi, chỉ còn lại những thứ phế thải, để lại cái sự trống vắng. Và hình ảnh này là hình ảnh của một chốn quê nghèo xơ xác, gợi cho chúng ta một cái nỗi buồn mênh mang. Đó, thì em chú ý cho chị là như vậy. Thế thì trong cái không gian của chợ quê đã vãn, đã mất hết cả, chỉ còn lại rác rưởi, chỉ còn lại phế thải thôi, thì trong chính cái sự còn lại duy nhất ấy thì đã bắt đầu có những xuất hiện của kiếp người tàn, bắt đầu đi ra, ùa ra để mà nhặt lại những thứ chỉ là rác rưởi đó thôi. Thì ta có thể thấy rằng những cái đứa trẻ nhà nghèo á, chúng lom khom đi lại tìm tòi nhặt nhạnh những thứ còn lại của người bán. Họ nhặt những cái gì còn sót lại để có thể dùng được những thanh nứa, thanh tre, que củi, bất cứ cái gì còn sót lại mà theo như chúng còn dùng được thì chúng sẽ nhặt về. Đúng không? Tưởng là rác vứt đi đấy. Thế nhưng mà đối với những đứa trẻ nhà nghèo thì đó lại là một cái vật gì đó còn sử dụng được và có thể mang về. Đúng không rồi? Và trong chính cái khoảng không gian của chiều tà đó thì ta thấy xuất hiện chị Tí. Và ở đây chị Tí là một nhân vật mà các bạn cần phải chú ý cho chị này. Chị Tí là một người lao động thực thụ. Ngày thì chị mò cua bắt tép, tối đến thì mới dọn hàn nước. Và khách hàng của chị thì chỉ là những người nghèo thôi. Đó là ai? Đó là bác phu gạo, phu xe, lính lệ, người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm. Qua đây ta thấy chị Tí đích thực là một người phụ nữ tần tảo, lam lũ cùng với cái gánh hàng ế ẩm của mình. Và chị Tí đích thực là một cái nhân vật điển hình cho cuộc sống lay lắt. Đúng không ạ? Rồi ở đó ta thấy có sự xuất hiện của cụ Thi Điên, rồi có sự xuất hiện của chị em Liên. Và tất cả những cái con người xuất hiện trong cái khoảng không gian chiều tà đó đều là những kiếp người tàn đang sống lay lắt chật vật qua ngày, mong muốn sống hết hôm nay rồi lại ngày mai sau. Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn đều đặn và trôi qua, không có bất cứ cái gì mới mẻ hay có một cái gì đó mang cho họ sức sống và hơi ấm cả. Chỉ có như vậy thôi, cuộc sống cứ đều đặn trôi qua. Cái cuộc sống nhàm chán đến cái mức mà tất cả những cái kiếp người tàn ở phố huyện đó đều chờ cái chuyến tàu cuối cùng để ngóng trông một cái gì đó. Bởi vì cái chuyến tàu đó là đi từ Hà Nội về. Và đi từ Hà Nội thì mang theo ánh sáng, mang theo sự sống, mang theo những gì mà những con người, những kiếp người ở phố huyện nghèo này không có được. Thế nên họ hy vọng, họ ngóng trông và họ chờ đợi để họ có thể hy vọng một chút gì tương lai tươi sáng hơn. Đúng không các bạn? Thì đấy chính là cái bức tranh phố huyện nghèo vào cái buổi chiều tà. Ở đó ta thấy được cả bức tranh của thiên nhiên và bức tranh của kiếp người tàn đang sống lay lắt và vờ vật qua ngày. Thì em chú ý cho chị là như vậy nhé. Thế thì bức tranh phố huyện đã hiện lên trong trí tưởng tượng của các bạn chưa? Nếu như mà chưa tưởng tượng thì nhớ chị xem lại video bài giảng này và đồng thời thì đọc thật là kỹ ngữ liệu trong sách giáo khoa nhé. Và chốt lại trong cái bài giảng lần này mà chị muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn nhớ cho chị, để có thể học tốt Hai đứa trẻ thì các bạn cần phải xoáy sâu bám vào cái nhân vật Liên ấy, để chúng ta thấy được cái sự thay đổi của bức tranh phố huyện theo từng khoảng thời gian, từ lúc chiều tà, đêm muộn rồi đến khi chuyến tàu đêm đi qua. Được chưa? Và trong ngày hôm nay thì chúng mình đã cùng với chị tìm hiểu cái bức tranh phố huyện vào cảnh chiều tà rồi, đúng không? Thế thì đã hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì thả tim cho chị nhá, để lần sau chị em chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ với những cái nội dung kiến thức hay hơn, với những cái nội dung kiến thức mà các bạn cần. Còn nếu như bạn nào đang chuẩn bị ôn thi rồi thì nhớ cho chị là đừng quên có cho mình em tài liệu ôn thi học kỳ 1 này nhé. Bởi vì những gì mà chị vừa chia sẻ với các bạn thì trong bộ tài liệu ôn thi học kỳ 1 đã được trình bày rất là rõ, rất là chi tiết và cụ thể. Đồng thời thì các bạn ơi, các bạn có còn nhớ không? Đối với mỗi một bộ tài liệu của Học Văn Chị Hiên, dù là lớp 11 hay lớp 12 thì đều có một cái phần viết mẫu như thế này để các bạn có thể tham khảo. Được không ạ? Thế các bạn chú ý chị là như vậy nhá. Và chị mong rằng thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu cái bộ tài liệu này để dinh về cho mình, để có một cái cuốn bí kíp ôn thi học kỳ 1 nhé. Và chốt lại thì ôn thi học kỳ 1 chỉ có vỏn vẹn 4 cái tác phẩm văn xuôi đó thôi. Nhớ là ôn cho thật là kỹ để dinh 8+9+ về cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi phát trực tiếp lần sau nhé.